Chào anh em, thì có anh em hỏi mình là X2 đam cái băng rồng, thì tiện thể thì mình làm video X2 đam cái băng bổng. Thì X2 đam cái băng bổng á, thực chất là hiệu ứng bổng đi bổng về. Làm thế nào để có hiệu ứng bổng đi bổng về? Thì có hai hướng. Hướng thứ nhất là anh em tiếp cận đánh đối phương. Hướng thứ hai là anh em đạt mốc tâu đánh, thì lúc đó có hiệu ứng bổng đi bổng về. Nhưng ở đây thì mình sẽ lưu ý cho anh em, nó khác với bên rồng thì đừng bổng nha. Đôi lúc nha, có server khi mình tạo ra hiệu ứng bổng đi bổng về á thì vẫn nhảy nhiều cột máu, nhưng mà tổng lượng đam cộng lại vẫn thua một đường bổng. Thì ở đây có hai cọc gỗ hệ kim, thì một cọc thì mình sẽ đánh tiếp cận và một cọc thì mình sẽ đánh phạm vi. Anh em cùng mình xem thử nó như thế nào nha. Thì đây cọc đầu tiên thì mình sẽ tiếp cận và đánh thử. Thì em cũng thấy nha, thì nó nhảy hai cọc máu mà tổng lượng đam cho là 1k đi. Và cọc tiếp theo, nhiều vậy anh em, để mình đánh lại nha. 1k2, thôi mình test lại cho chắc đi ha. Đây 1k1, 1k1, 1k2. Thì mình đồng ý với anh em, cái lượng đam hồi nãy mình đánh ra là sự dao động giữa lực tay thấp và lực tay cao. Mình nói điều này thì làm gì? Để anh em test thử. Nếu mà trường hợp mà server hiệu ứng bổng đi bổng về nó cái lượng đam á kiểu nó như là ngang bằng với cái băng bổng mình đánh một lượt bổng, thì tội tình gì mình đánh tiếp cận, đúng không anh em? Thì theo mình nha, nếu mà anh em chơi cái băng rồng hay cái băng bổng á, mình không khuyến khích anh em đánh tiếp cận, đánh để mình tiếp cận để mình tạo hiệu ứng như là bổng đi bổng về hay là rồng đi bổng về á, không nên đâu anh em, mình lỗ lắm. Mình chỉ khuyên em á, mình đánh kiểu như thế này, đánh theo chu kỳ của chiêu thức 120 ngon hơn nhiều nha anh em. Thì làm thế nào để xuất hiện 120? Thì khi mình gây một lượng đam đối phương bị trúng á, lượng đam không, nói chung là trúng đối phương thôi, sẽ nhảy chiêu 120. Ở đây thì nếu mà đừng bổng nha, thì đánh chiêu 5x, cái vòng tròn của bổng á. Còn cái ban thì cũng là chiêu 5x, là chữ 16 đồng hay gì á, thì nó sẽ nhảy chiêu 120. Và đặc biệt mình lưu ý cho anh em luôn, thì khi mà nó nhảy cái lượng đam mà 120 á, thì mình sẽ chuyển qua chiêu 9x bổng hoặc rồng, thì cái lượng mà bị phản đòn á hoàn toàn không có. Vậy nên anh em cứ tự tin vào đam nha, nếu mình gặp thiếu lâm nha anh em. Và ở đây mình nói điều này luôn, thì cái phản đòn ở đây nha, mình đồng ý với anh em là cái phản đòn này là cao hơn thiếu lâm, nhưng ở đây anh em lưu ý điều này, ở đây là phản đòn cận chiến nha anh em. Anh em đừng có chú trọng về cái phạm vi chiêu thức là 400. Thì cái chiêu thức này á, phạm vi nè, thì hồi xưa luôn á, thì cái phiên bản nào mình không nhớ, nhưng mà chiêu thức này có hỗ trợ cho những người nào
mà cùng màu với cái bang sẽ được hưởng chiêu thức này. Thì sau này thì phiên bản nó thay đổi, thì hiện tại luôn, cái server lậu luôn, là cái bang vẫn có chiêu thức này, nhưng mà các người mà xung quanh cùng màu sẽ không hưởng được cái dòng này. Theo mình thấy thì cái chiêu này nó trái quá, nó kiểu nó không giúp ích được nhiều. Tại vì anh em cũng thấy là phải đòn cận chiến mà, và mình đánh mà mình tiếp cận mình mới được cái hưởng được cái phản đòn này, nó ổn quá. Mà đôi lúc mình đánh tiếp cận thì mình sẽ lỗ chứ đâu, mình có đâu có lời đâu nha anh em. Và đây cũng là lời khuyên của mình cho anh em nào mà chơi cái bang, mà anh em nào mà chơi cái bang á, thì theo mình thấy thì cấp thấp thì anh em có thể chơi bang cái bang rồng, cấp cao thì mình khuyên anh em nên lựa chọn chơi cái bang bổng. Tại vì sao? Nếu mà server có hàng kim bông phái á, thì mình trâu, đối phương cũng trâu. Và nếu mà trường hợp mà anh em chơi cái bang rồng, mà anh em có thể gặp một trường hợp solo với cung luân đao mà nó tăng mát bộ á, thì mình dám chắc với anh em thì anh em sẽ bị ăn cục bộ, giảm tốc đánh nội công, vậy lên tỷ lệ anh em thắng hoàn toàn sẽ hầu như là không có nhé anh em. Thì đừng cung luân nào nó ẩu á thì tỷ lệ thắng vẫn có chứ không không, nhưng mà nó ức chế lắm nhé anh em. Tại theo mình là đừng bổng nó mạnh hơn nhiều nếu anh em cấp cao. Cấp thấp thì anh em nên chơi cái bang rồng thì vẫn được, tại vì cái bang này nó thiệt thòi đủ thứ lắm. Nó vừa chiêu thức nè, chiêu thức dí nè, mình thấy nó kiểu như sao sao á. Tại dí đôi lúc thì rất ít để BK mà trúng đối phương lắm, đối phương né dễ lắm. Và thứ hai nữa, cày cấp nó lâu nữa, rất là chua. Vậy nha, đây là lời khuyên của mình cho anh em nào